Rồi, xin thân ái mến chào tất cả các bạn nha. Thì tiếp tục hôm nay xưởng tiện của anh Minh Hiền, địa chỉ là ở chợ Nhân Miên, huyện Hiển, tỉnh Cà Mau. Thì hôm nay tiếp tục một anh khách ở Gò Công lên chốt thêm một cái máy Isuzu nữa nha các bạn. Này cũng về phục vụ cho anh em đi cầu sò với cầu nghiêu. Còn Isuzu 95. Đồng bộ dàn cầu inox của anh Hiền làm nha các bạn. Cái con máy này thì khách yêu cầu là làm đường nước ngoài nha các bạn. Làm đường nước ngoài. Nước ngoài là mình bè thêm ở ngoài nha, làm thêm một cái ống nước ngoài riêng, còn nước trong là mình không có nha các bạn. Đèn cầu mã ngu, đèn cầu thì bọc bọc 49 nha các bạn, cốt lốp 25. Ngày giao về cho khách ở Gò Công nha các bạn, Gò Công Cà Mau. Toàn bộ đầu máy và dàn cầu. Đầu máy này thì anh khách anh chạy cái vỏ 9m7 lấy 1m6 nha các bạn. Này về phục vụ nhu cầu của anh em là đi cầu sò với cầu nghêu. Này khách ở Gò Công đặt nha các bạn, khách ở Gò Công Phú Tân nha, Gò Công Phú Tân Cà Mau đặt. Trộn bộ dàn cầu cái nóc thì anh em làm đồ dày không các bạn, trộn bộ 100% là inox hết, inox 304. Mấy cái co rồi mấy cái đường ống là anh Hiền làm bằng inox hết luôn các bạn, đường ống qua turbo với co eo đó là inox hết luôn nha. Cái cống cao su là anh Hiền thế bằng inox hết. Máy này thì có turbo nha các bạn. Dạo này anh em rất là thích dòng máy này nha các bạn. Tại máy này giá thành nó cũng rẻ nha các bạn, cũng rẻ chứ không đắt, rất là phù hợp với túi tiền của anh em nha. Nhất là anh em đi cầu sò cầu như cầu hến rồi đó thì rất là thích dòng máy này. Để nó cũng vừa túi tiền của anh em xài và anh em cũng mau thu hồi vốn nha các bạn. Chứ mình mua mấy cái máy móc thì anh em đi cầu rất là thu hồi vốn rất là lâu nha. Mấy dòng máy này thì anh em vừa túi tiền của anh em cũng chạy rồi mau thu hồi vốn. Vỏ thì vỏ đang chạy là anh em chạy cái vỏ 9m7 lấy 1m6 luôn nha các bạn ơi. Vỏ 9m7 lấy 1m6 nha. Vỏ này thì vỏ mới 100% luôn. Full combo mới. Máy Isuzu mới rồi vỏ mới luôn. Máy này thì Isuzu 95. Máy này có turbo gain theo máy luôn nha các bạn. Máy này nó rất là mạnh luôn nha anh em ơi. Vậy là gọn nhất rồi đó.